Thưa quý vị, sáng nay ngày 5 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 26 ngày 3 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng với chủ đề liên kết đột phá từ kinh tế biển, phát triển nhanh và bền vững. Hội nghị đã nghe giới thiệu nghị quyết số 168 ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết 26 của Bộ Chính trị với 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, 17 chỉ tiêu cụ thể phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ. Nghị quyết cũng đề ra 34 nhiệm vụ, đề án cụ thể phân công cho các bộ, ngành địa phương thực hiện, hoàn thiện thể chế, chính sách và phát triển liên kết vùng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, xây dựng hệ thống đô thị, quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả đối ngoại, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh, thành phố, các tổ chức, đối tác phát triển, các hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước thảo luận, nêu bật các tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ, giải pháp đột phá để liên kết vùng, tạo đột phá về kinh tế biển, thúc đẩy vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ phát triển nhanh và bền vững.